Mến chào anh chị và các bạn. Đầu tiên mình muốn nói lời xin lỗi những anh chị nào đang bấm vào cái video của mình với cái mục đích là đang đi tìm một cái từ khóa về cách làm giàu, có ý định đi tìm một cái hướng kinh doanh mới hay là một cơ hội việc làm mới để kiếm ra được nhiều tiền, thì mình xin lỗi. Thì mình không thể nào giúp được cái gì cho các bạn. Mình cũng chỉ là một người mới ở cái đất nước này thôi. Mình cũng đang đi làm một công việc hết sức là bình thường với một cái thu nhập hết sức là cơ bản. Mình không biết cách nào để mà kiếm nhiều tiền nhanh nhất. Nhưng cái video này mình sẽ nói về một cái thứ mà khi mà nói ra 100% mọi người đều biết hết, nhưng mà 90% mọi người biết chưa đúng về nó. Nó sẽ giúp các bạn tối ưu và xin lợi nhuận từ đồng tiền của các bạn kiếm ra ngày hôm nay cho định hướng tương lai. Mình thì cũng rất là đáng đo, không biết có nên chia sẻ những cái thông tin về video này của mình hay không, những thông tin riêng của mình. Nhưng mà thực sự mình nghĩ cái lúc này là cái thời điểm thích hợp nhất để chúng ta xây dựng một cái khoản đầu tư cho mình. Có thể bắt đầu từ một cái số vốn từ $500 cho tới $1,000 cũng được, hoặc thậm chí ít hơn cũng được. Cái nội dung video này mình sẽ chỉ làm một lần duy nhất, mình sẽ nói dài, thật dài, nói dài một chút xíu mới giải thích được. Mong các anh chị hãy bớt cho mình từ 10 tới 15 phút cố gắng nghe hết cái video này, vì mình tin chắc rằng cái nội dung video này nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi tương lai theo một cái chiều hướng tích cực nhất. Lý do mình đặt tiêu đề á là cách làm giàu trong video này, thật ra mình muốn đưa nó đến đúng cái đối tượng là các bạn, những người mới định cư ở Mỹ, những người đang đi học tập, đang có những dự định tương lai giống mình. Ai cũng đang cố gắng làm việc chăm chỉ để tích góp một số tiền lớn cho tương lai 5 năm, 10 năm hoặc là lâu hơn sau này. Và thị trường chứng khoán Mỹ chính là cái bàn đạp giúp các bạn thực hiện được cái điều đó. Thời gian vừa qua, mình biết có rất là nhiều anh chị nóng lòng về Việt Nam thăm gia đình, nhưng mà giá vé quá là cao. Các công ty dịch vụ thì tung những cái thông tin sai lệch về nhập cảnh, về chuyến bay để đánh lừa dư luận và đẩy các bạn phải mua những cái vé charter vào Việt Nam với một cái mức giá cao. Và còn có những người tự xưng là đại lý vé này nọ, họ đăng quảng cáo trên Facebook để đặt vé cho nhiều cô chú lớn tuổi. Cô chú lớn tuổi thì không biết đặt vé online và ăn chênh lệch ở cái mức từ 10 triệu tới 20 triệu một tấm vé. Chính vì thấy cái điều đó nên mình đã làm cái video để chia sẻ thông báo về cái cách đặt vé máy bay Vietnam Airlines bay thẳng cho các cô bác anh chị và các bạn biết. Và rất là mừng, rất là mừng vì những cái việc làm đó cũng đã giúp được cho một vài cô chú và một vài bạn trẻ mua được những cái tấm vé với đúng cái giá của nó. Những lượt bấm like của các bạn dành cho video của mình không mang lại bất cứ một cái lợi nhuận nào cho mình cả, nhưng mình rất vui vì cái điều đó chứng tỏ là những cái thông tin của mình thật sự là hữu ích cho mọi người. Và đa số những anh chị mà các bạn quan tâm mà theo dõi video của mình đều là những người mới định cư ở Mỹ giống như mình. Và đó là cái lý do mà mình muốn chia sẻ cái video này ngày hôm nay cho các bạn. Khi các bạn đặt chân đến Mỹ, các bạn định cư ở đây, các bạn đang tiếp cận một cái nền y học tốt hàng đầu thế giới, một nền khoa học kỹ thuật sôi nổi bậc nhất. Những phát minh và thành tựu về công nghệ nó diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Không khí thì chúng ta hít thở nó trong lành hơn, thực phẩm sạch, an toàn hơn. Và có cái nhiều sự khác biệt về con người ở đây. Người Mỹ thì châm ngôn sống của họ đó là tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy nên cái mức tiêu dùng của người Mỹ thì luôn ở một cái mức rất là cao. Và còn ngược lại, người châu Á chúng ta như giống như người Việt Nam, những người giống như mình thì có xu hướng gửi tiết kiệm hoặc là mua vàng, dự trữ. Mục đích là để lo cho con cái học tập, mua xe, mua nhà để phòng khi mà bệnh tật sau này. Khi các bạn ở Mỹ có rất là nhiều cơ hội việc làm. Và khi chúng ta có sức khỏe tốt, một công việc ổn định thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm một cái đồng lương chi trả cho cuộc sống của mình một cách rất là thoải mái. Nhưng nếu có mức thu nhập chúng ta không cao, trung bình từ 4 đến 5 ngàn đô mỗi tháng, thì sau khi trang trải chi phí của cuộc sống, nhà ở, ăn uống, thì số tiền của các bạn còn lại 1 ngàn tới 2 ngàn đô mỗi tháng, các bạn sẽ có một suy nghĩ. Bây giờ là 1 năm dư được 20 ngàn, làm 5 năm, 10 năm không dám ăn xài thì chỉ dư được 100 tới 200 ngàn. Thì với số tiền này á, tiền càng ngày càng mất giá vì lạm phát, thì cái số tiền đó không đủ để chúng ta mở một nhà hàng hay một cái gì đó cho riêng mình. Và cái giấc mơ mua nhà là một thứ quá xa vời. Chính vì cái điều đó nên các anh chị mất cái định hướng cho tương lai, chi tiêu mạnh tay hơn vào việc đổi xe, đổi điện thoại, vân vân. Và mình quen rất là nhiều người đi làm ở Mỹ 10 năm tới 20 năm, thậm chí là hơn, nhưng mà trong tay cũng chẳng có cái gì gọi là giá trị. Dù công việc của các bạn là gì, nhưng chúng ta nên tạo một cái định hướng để phát triển. Ví dụ mình là một cái người mua bán bọc ni lông, mình phải đi lấy hàng một cái nơi xa. Hãy thử suy nghĩ đến việc mình để dành một cái số tiền để mua một cái máy ép bọc và tự sản xuất ở nơi mình ở. Ví dụ như các bạn đang làm thợ nail, hãy suy nghĩ về việc
để dành một số tiền để mở một cái tiệm nail riêng cho mình và đầu tư an toàn vào stock. Thị trường chứng khoán Mỹ chính là cách giúp chúng ta tạo ra cái lợi nhuận từ cái số tiền nhàn rỗi chúng ta đã tiết kiệm được, rút ngắn được cái thời gian cho kế hoạch của mình. Nói đến cổ phiếu, chắc chắn người Việt chúng ta, chắc chắn các bạn đang suy nghĩ quan niệm đó, coi đó là giống như một cái trò chơi may rủi, nhìn gì nó như một cái canh bạc thắng và thua, cứ nghĩ nó là một cái gì đó cao siêu chỉ dành cho những người có trường lớp bài bản, có cứ nghĩ là việc mua một cổ phiếu nào đó giá rẻ và để thời gian ngắn mang lại cái lợi nhuận gấp nhiều lần, hoặc là có cái anh kia đang giàu bỗng dưng sau một đêm thức dậy mất trắng nhà cửa. Không, các bạn muốn lời nhanh lời nhiều thì nó đi kèm với rất là nhiều rủi ro cực kỳ lớn. Và cái mình muốn nói với các bạn á là hãy đầu tư chứng khoán một cách an toàn và lâu dài, xin lợi nhuận, chứ đừng coi nó, đừng biến nó thành một cái canh bạc để rồi mất đi cái số tiền mà mình vất vả để mà kiếm được. Hãy bắt đầu với $500 trong tài khoản của bạn và thêm 20 phút để tải app Robinhood và đăng ký. Cách đây 1.5 năm, mình bắt đầu bằng số tiền $2,000 và cái việc tải ứng dụng rất là dễ dàng, và ứng dụng dễ sử dụng nhất là Robinhood. Và hàng tuần, hàng tháng sau khi trang trải những nhu cầu cho bản thân, số tiền còn lại mình bơm thêm và mua những stock mà mình thích, và nhờ đó mình đã tiết kiệm được số tiền gần 50.000 như bây giờ chỉ riêng trong cái app Robinhood này. Ngoài ra mình còn có một số khoản đầu tư nhỏ thôi ở trong cái app là Coinbase và SoFi và crypto, nhưng mình xác định là những cái app bên kia mình đầu tư thì nó rất là nhiều rủi ro, mình không có chia sẻ. Mà nếu như mình giữ tiền mặt thì chắc chắn mình sẽ mất nó cho việc mua một cái chiếc xe mà mình góp cho nó mỗi tháng. Các bạn nhìn cái xe của mình nha. Ok. Đó. Cái xe của mình thì cái xe mình nó rất là cũ rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn đi vẫn rất là tốt. Và nếu như mình có cầm một cái số tiền nhàn rỗi sẵn trong tay thì chắc chắn mình sẽ nghĩ ngay tới việc đổi một chiếc xe mới thôi ha. Ở Mỹ thì mọi người biết rồi, xe cổ không quan trọng, êm ái không hư hỏng, không có hư giặt là được. Nói về cái việc mua vé máy bay thì mình đã mua được vé và cầm trên tay rồi, mình mới chia sẻ. Và hôm nay mình nói về cái việc mua chứng khoán với mũi tinh thần người thật việc thật thì mình phải mua rồi mình mới nói, và mình chỉ chia sẻ cái nội dung này một lần duy nhất, nên mình chia sẻ những cái mà mình đang đầu tư an toàn cho mọi người xem. Bắt đầu như thế nào? Đầu tiên sử dụng app Robinhood này và có một tài khoản ngân hàng, và bắt đầu tới khoảng $500, thậm chí là ít hơn $50 cũng được, và thậm chí là tiền xu các bạn, thậm chí là tiền xu chúng ta để dành, chúng ta đổi ra chúng ta vẫn có thể là mua được bất cứ một công ty nào, không nhất thiết là phải mua được một xe của nó. Đầu tư vào bất cứ một cái công ty nào ở Mỹ, tức là chúng ta đang hùn vốn vào cái sự phát triển của nó, giống như Tesla và Apple là hai công ty đã phát triển vững mạnh nhất nhiều năm qua. Như Apple đã tăng gấp 5 lần trong vòng 5 năm qua. Ví dụ 5 năm trước thay vì mua một cái chiếc iPhone giá $1,000 thì các bạn mua cổ phiếu của Apple thì bây giờ bạn có số tiền là $6,000 nha các bạn. Một năm qua dù cả thế giới đã chìm trong dịch bệnh thì Apple vẫn tăng gần 40%. Và mình rất là vui vì có được hơn 100 xe của Apple. Mình mua khoảng hơn 3 tháng trước với số tiền là 15.000. Và thời gian vừa qua mặc dù có khựng lại, nhưng hiện tại mình vẫn lời được còn khoảng $2,500. Lúc đầu mỗi lần nó lên lời khoảng 1.000, 2.000 là mình sẽ bán, đợi khi nó giảm xuống thì mua lại. Nhưng bây giờ mình sẽ không bán nữa vì mình không muốn nó sẽ bỏ lỡ. Mình đã bỏ lỡ nó như Tesla. Và cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ ngày càng phát triển, mình tin rằng tới cái đời con của mình vẫn xài iPhone và thậm chí là có khi là còn xài xe điện của Apple. Đầu tư vào Apple, bạn mất tiền khi nào? Khi mà cả thế giới quay lưng lại không sử dụng những sản phẩm công nghệ của Apple làm ra. Điều này gần như quá khó. Còn về phía Tesla, đã tăng khoảng 200 lần trong vòng 10 năm qua. Cách đây 5 năm, rất nhiều người đầu tư nhỏ cho rằng Tesla đã tăng quá cao và ngại cái việc tiếp tục mua nó. Nhưng mà những nhà đầu tư lớn họ vẫn tin tưởng cho tương lai 5 tới 10 năm sau. Và bằng chứng là trong vòng 5 năm vừa qua, cổ phiếu này tiếp tục tăng hơn 20 lần. Và mình tin rằng
Với tình hình hiện tại, tức là không sản xuất xe kịp để giao cho khách hàng, và cái nhu cầu mở rộng về nhà máy sản xuất để bán ra cho toàn thế giới, tức là sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai nhiều năm nữa. Và mình rất tiếc là cái thời điểm này là mình chỉ có một xe của Tesla thôi, tại vì vừa rồi khi mà nó lên tới cái mức hơn 1.200 đô, mình đã ham tiền vào bán hết, đợi nó xuống rồi mình mua tiếp. Nhưng mà nó xuống tới cái mức 900 á thì mình lại băn khoăn, mình muốn đợi thêm, và cuối cùng mình đã bỏ lỡ vì nó phục hồi lại nhanh về cái mức hơn 1.000, trong khi cái số tiền đó mà bán được mình đã đầu tư vào một công ty khác và đang bị đứng yên chưa có lãi. Và trong năm 2021 việc giao xe bị chậm cũng là một phần do tình trạng thiếu chip toàn cầu, và hai công ty sản xuất chip lớn nhất là Nvidia và AMD là hai công ty đang ăn nên làm ra, mặc dù đã giảm mạnh trong vòng mấy tháng qua do cái tin tức về virus mới và những cái yếu tố gì cắt giảm kinh tế của kinh tế Mỹ, thì hai cái cổ phiếu này vẫn còn tăng 40% và 20% trong nhiều năm qua. Như các bạn đã thấy rồi á, nhu cầu phát triển về công nghệ ngày càng cao, chip xử lý được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực, nên chắc chắn hai công ty này sẽ tiếp tục hái ra tiền trong những năm tới đây. Và trong đầu năm 2022 này á, sau những cái đợt giảm vừa rồi và việc chính phủ cắt giảm cái việc bơm tiền vào nền kinh tế, lãi suất ngân hàng thì nó tăng lên nữa. Và những tháng qua thì tất cả các cổ phiếu này á, nó giảm xuống rất là nhiều. Và đây là cái thời điểm thích hợp nhất để các bạn đầu tư một cái khoản tiền vào những công ty đang làm ăn ổn định. Và đây là bốn công ty thật sự là an toàn và bền vững dành cho các bạn trong thị trường chứng khoán này. Đúng như cái mục đích mà mình muốn hướng đến mọi người á, đó là đầu tư an toàn và lâu dài để sinh lợi nhuận. Và một điều các bạn đặc biệt lưu ý á, về phía những công ty nhỏ mới thành lập á, mặc dù nó có rất là nhiều tiềm năng trong tương lai không thể phủ nhận được, nhưng mà hiện tại nó chưa hái ra tiền, và cái việc lãi suất ngân hàng tăng cao ở thời điểm hiện tại á, nó đang tạo ra nhiều khó khăn cho những cái công ty mới. Và chúng ta là những người mới bắt đầu, đừng ham kiếm tiền một cái cách nhanh mà quên đi cái mục đích của mình á, là đầu tư an toàn để sinh lợi nhuận cho những cái dự định tương lai. Và tâm lý của những cái người mới đầu tham gia là sáng mở mắt ra hết, cứ lúc nào cũng tập trung vào những cái đang tăng mạnh trong ngày hôm đó và nhảy vô để kiếm tiền chợ, mặc dù có thể là không biết nó là cái gì. Các bạn sẽ mất tiền đó. Và mình muốn nhấn mạnh, mình không phải là chuyên viên về đầu tư. Đừng có đặt ra cho mình những câu hỏi là bây giờ mua cái này được không, mua cái kia được không. Mình có những cái rất thê thảm luôn, rất 80% cũng có luôn nha các bạn. Đây, như mình đã nói rồi ngay từ đầu, video của mình không có mục đích lợi nhuận ngay từ đầu. Nếu thấy hay hãy bấm like để cho mình biết là mình đã giúp hữu ích được cho một số ai đó, cho các bạn. Hy vọng là trong vòng 5 năm, 10 năm sau, hy vọng các bạn sẽ có một cái khoản lợi nhuận riêng và quay lại chúng ta cùng ôm lại những cái kỷ niệm. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bây giờ chuẩn bị về Việt Nam ăn Tết thôi. Xin chào.